Vâng, và quý vị chúng ta có muốn được đến với chương trình Táo Quân của Thất Táo đến từ các trưởng trong nghiệp đoàn chúng ta không ạ? Vâng, và ngay sau đây xin mời quý trưởng chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Táo Quân đến từ các táo trong liên đoàn, và để cùng đón xem các táo trong liên đoàn cũng như các táo trong nghiệp đoàn sẽ báo cáo tình hình hoạt động của liên đoàn Du Xe Hoàng Nguyên Cảnh của chúng ta trong thời gian qua như thế nào. Và xin được một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục Táo Quân do đoàn Du Mẹ Camero tiên lục đại diện cho nghiệp đoàn Thánh Tâm Bắc Giang thể hiện. Các người đang nói xấu gì ta thế? Vừa nói đến Tào Tháo đã đuổi. À, dạ không ạ, bọn em có dám nói xấu gì Ngọc Hoàng đâu ạ. Trăm phần trăm, nói điều em chết 5%. Người cũng đúng, nhưng ta chỉ xem có một tí thôi. Tào đầu này, hôm nay ta bắt gặp một thiếu nhi khoảng 20 tuổi, quàng khăn màu đỏ, mặc áo trắng cộc tay, quần màu xanh biển đậm, đi giày vải, đó là đồng phục của trường nào vậy nhỉ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ, nếu ngài muốn biết thì cứ việc triệu các táo vào là rõ ngay ạ. Cho các táo vào. Chuyển các táo vào châu. Nghiêm, hàng dọc như trước, thắng, phân, đội trưởng, gương mẫu, có em, bên phải, quay, chuẩn bị chào, chào. Đằng sau quay. Ngọc Hoàng vạn thuế. Miễn thuế. Kiếp, các ngươi làm ta giật hết cả này. Này, táo liên đoàn Du Xe Hoàng Nước Cảnh, ngươi bắt họ làm gì đấy? Cứ quay đi quay lại chóng hết cả mà. Dạ, bẩm anh Hoàng, đây là một phương pháp huấn luyện của phong trào thiếu nhi thánh thể chúng em gọi là nghiêm tập đấy ạ. Yes, sir. À, thì ra đây gọi là thiếu nhi thánh thể à? Dạ, đúng thế ạ. Thế sao thiếu nhi gì mà lộc ngã lộc ngọc như quân mộc nhân hạ thế kia? Dạ, theo quy định của phong trào thiếu nhi thánh thể thì các em từ 5 đến 6 tuổi gọi là chiên con, đeo khăn màu hồng. Từ 7 đến 9 tuổi gọi là ấu nhi, đeo khăn màu xanh lá cây. 10 đến 12 tuổi gọi là thiếu nhi. 13 đến 15 tuổi gọi là nghĩa sĩ, đeo khăn quàng màu vàng lẻ. 16 đến 17 tuổi là ngành nghiệp sĩ, đeo khăn quàng màu nâu đất. Còn 18 tuổi trở lên tham gia phục vụ phong trào để dạy dỗ các em thiếu nhi thì được gọi là huynh trưởng đấy ạ.
Nghe người nói như vậy, ta thấy phong trào quả thực là có quy củ, rất tốt, rất tốt. Còn việc huấn luyện thì sao? Dạ, liên đoàn đang đưa chương trình thăng tiến của phong trào vào huấn luyện, nghĩa là trong một buổi học các em được học 4 môn. Giao lý tiền đầu rằng 20 phút, giao lý tiền đầu. Thế rồi kê đến nhân bản kèm theo, thế rồi kê đến nhân bản kèm theo. Chuyển sang huấn luyện phong trào cho rằng vẫn biết cứ thiệt hết đi luôn. Nay cứ sang cần chuyên môn, các em đều vẫn cùng biết chi nên cùng ham học hỏi các phần thăng tiến. Ôm mấy thần thăng tiến bản thân, thăng tiến bằng cả chuyên môn nữa các đấy. Hay, hay lắm. Thế liên đoàn các ngươi có bao nhiêu hiệp đoàn? Dạ, hiệp đoàn mẹ lên trời của em có. Táo tên Nam Hóng, anh Hoàng đang hỏi ta chứ không hỏi ngươi đâu. Dạ bẩm anh Hoàng, liên đoàn chúng em có 5 hiệp đoàn ạ. Hiệp đoàn mẹ lên trời Tây Nam? Dạ, có em. Hiệp đoàn Tây Nam hiện có bao nhiêu sứ đoàn? Thưa anh, hiệp đoàn chúng em có cả thảy là 15 sứ đoàn ạ. Đâu đâu đâu, mang cho tôi mượn ít thau cái. Này, ông Nam ơi, ông tuôn ra làm lụt hết sân khấu rồi đấy nhá. Tao gật đầu. Để yên, ta hỏi tiếp cái táo. Táo chiên thiên chúa Bắc Ninh thì sao? Thưa anh Hoàng, dạ, dạ, chung ý em có tròn 12 sư đoàn rồi, hiền đoàn em 12 sư đoàn. Dạ, thưa anh Hoàng. Có gì thế, táo thanh tâm chúa Giê-xu Bắc Giang. Em biết đằng nào huynh Hoàng cũng hỏi đến Bắc Giang nên em mong miệng trả lời luôn. Kính thưa thiên đình, kính thưa hạ giới, kính thưa người tới, kính thưa kẻ lui, hiệp đoàn thánh tâm Chúa Giêsu Bắc Giang có chọn gói là 9 là 9 là 9. Nhiều nát biết lên trời ông táo Giang ơi. Là 9 sứ đoàn cái mà sứ đoàn ô dê. Ta nghe nói Bắc Giang khi trước có vụ đâm chém giết người cướp tiệm vàng của sát thủ máu lạnh Lê Văn. Dạ bẩm huynh Hoàng, là Lê Văn Luyện ở dốc sàn Núi Nam ạ. Thế có em thiếu nhi hay huynh trưởng nào bái hắn làm sư không? Các em thiếu nhi tham gia phong trào thiếu nhi thánh thể nhân ngoan lắm ạ. Các em chỉ có theo cái anh Huấn Văn Luyện thôi chứ không theo Lê Văn Luyện đâu ạ. Thế thì tốt, này táo liên đoàn, thế còn hai táo nữa đâu? Hay là mải mê làm ăn hoặc chơi bời mà quên hết cả thiên đình rồi? Dạ, hai táo Thái Nguyên và Tiên Quang chắc đường xá xa xôi, lắm đèo núi thác gành nên tới hơi muộn, để em liên lạc xem sao. Alo, alo, Quang Thái ơi, hai chú tới đâu rồi mà lâu thế, mãi chưa thấy Bảo Châu. Chào bác Liên Đoàn, chúng em tới rồi đây, tới rồi đây. Thiếu nhi thánh thể của Hà Thái Nguyên ra sao? Dạ, thưa anh Hoàng, Thái Nguyên chúng em thì chán lắm. Mặc dù đã thành lập được 6 sứ đoàn rồi nhưng lại chưa thành lập được hiệp đoàn. Nghĩ
là hổ thẹn cho thân phận táo tiên quan em đây, chưa có lấy một mảnh đoàn bắt vai. Chứ nói gì đến nghiệp đoàn, có lẽ từ nghiệp đoàn chỉ nằm trong giấc mơ của chúng em thôi. Chú ơi, thương quá, để lau lại rơi cho. Chúc sao táo tiên quan thành lập lý hạ và chú đoàn, để cho bằng em sinh hoạt cho các bạn, để cho các em thiếu nhi có sân chơi dành riêng cho chúng. Có rất nhiều điều thầm kín khó nói, khi nói nó nhói vào tim. Để tập sau chúng em tâm sự cho anh Hoàng nghe nhé. Này, bố táo kia đâu? Uống nước chè vã mãi, trong khi đó mà không thấy xót ruột à? Ra đây nghe ta truyền khẩu dụ. Dạ, chúng em xin trình diện. Ta nói cho các táo này, đừng có suốt ngày than ngắn, thở dài và nhìn vào những thứ tiêu cực hoặc chưa làm được, vì những thứ đó làm thụt ý chí tuổi trẻ. Trái lại, lấy đó làm kinh nghiệm mà đặt mình hướng đến những thành quả ta đã đạt được. Phải lạc quan như vậy mới làm cho tâm trí con người hưng phấn để hướng tới những điều tốt đẹp mới thành công được. Táo đi đoán. Dạ, có em. Hãy biết chăm lo cho các hiệp đoàn, đặc biệt phải biết khéo léo cách nào đó để phong trào được sự quan tâm từ trên xuống dưới. Trong phạm vi đơn vị, căn bản của phong trào là đội mới làm việc được. Nhắc nhở, bồi dưỡng cho nơi nào còn yếu kém hoặc chưa có sứ đoàn, hiệp đoàn. Còn táo thuộc các hiệp đoàn. Nghe, chiên, tim, lắng nghe. Dạ, có chúng em. Đừng tưởng mình là ngon khi đã có hiệp đoàn hay sứ đoàn. Trái lại, phải luôn khiêm tốn, trau dồi những kiến thức chương trình thăng tiến, biết nhìn nhận những hạn chế của bản thân mà tìm tòi, học hỏi, biết áp dụng những phương pháp tự nhiên, siêu nhiên vào việc giáo dục thiếu nhi, biết chia sẻ kinh nghiệm cho các nơi chưa được thành lập hiệp đoàn, để cùng giúp nhau mạnh tiến vươn lên, phục vụ tha nhân. Có như vậy, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Du xe Hoàng Lương Cảnh mới thực sự trưởng thành. Để thay lời kết trước khi bãi chiều, xin mời các táo cùng cất giọng hát và hòa mình vào vũ điệu bài ca phục vụ. Camero, tiếp tục.